Hello mọi người, cũng đã một thời gian rất là lâu rồi. Không biết là mọi người có nhớ mình không ha? Mình thì nhớ mọi người lắm đó. Đối với người trẻ chúng mình mà nói thì thất bại chính là nỗi sợ lớn nhất. Và với mình, một kẻ không thể bình thường hơn được nữa, cũng trải qua một cuộc đời giống như tất cả các bạn ở đây vậy. Cũng biết sợ hãi và hoảng loạn khi đối mặt với sự thất bại, thậm chí là đã từng có lúc quên mất mục đích sống của bản thân là gì, quên cả bản thân là ai. Nói cho đúng thì mình không hề cố gắng phóng đại nỗi sợ này lên. Bản thân các bạn cũng không cần phải lo lắng liệu sự thất bại này có thể tàn phá một người đến thế nào. Mà thực tại thì nó chính là như vậy. Thực tế thì chúng ta đối mặt với nỗi sợ này mỗi ngày, bằng cách này hay bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ là không ai nhận ra nó đã trở nên thân thuộc với bản thân đến thế nào mà thôi. Và cứ từng chút một như vậy, sự thất bại dần dần biến thành sự khủng hoảng, ám ảnh bước chân của tất cả chúng ta, những kẻ sợ phải đưa chân ra trước những thử thách của cuộc đời. Để có một cái nhìn toàn diện hơn về sự thất bại và sự khủng hoảng, hãy để mình minh họa lại những giai đoạn mà mình đã trải qua cùng hai người bạn này, từ bên ngoài lẫn cả bên trong của cá nhân mình cho mọi người thấy. Trong 2 năm học ở kiến trúc và 2 năm vật lộn ở nhà thì mình đã trải qua tổng cộng 3 sự khủng hoảng lớn nhất. Khủng hoảng đầu tiên của mình đó chính là ham thích trải nghiệm. Tuổi 18, mình bước vào trường kiến với những mơ mộng về một quãng đời sinh viên đầy hoang dại, thỏa sức bay nhảy, thỏa sức thể hiện cá tính và cái tôi. Nhưng quá trình thì lại không hề đơn giản như vậy. Mình vỡ mộng vì chính sự tự phụ bản thân về một thế giới không hề có thực. Lúc ấy mình cũng không hề có bất cứ một mục tiêu cụ thể nào như bạn bè cùng khóa, thậm chí cũng chỉ quan tâm đến danh vọng mà mình có được ở mạng ảo. Việc học trên trường thì gần như bị mình bỏ bê hoàn toàn và đối phó một cách hời hợt. Người ta nói đời sinh viên thì nhất định là phải đi làm thêm. Như thế thì quãng thời thanh xuân ở đây mới trọn vẹn. Mình cũng nghĩ như vậy đấy. Và mình đã có một công việc làm thêm ngay trong năm học đầu tiên ở đại học. Những ký ức trải nghiệm đó đối với mình mà nói là một trải nghiệm không gì tuyệt vời hơn. Dù rất khó khăn, rất khổ sở, mình va đập với cuộc đời rất nhiều, học được rất nhiều bài học về cuộc sống lao động chân tay. Nhưng đổi lại, để có được những ký ức đẹp đẽ đó thì mình đã đánh đổi tất cả những năm học còn lại, đánh đổi cả tiền bạc của gia đình, đánh đổi cả những bước chạy cùng bạn bè trong lớp. Sau những tháng ngày đi làm thêm thì mình bước lên một cái đà trượt dài. Đầu tiên là mình rớt môn. 4 học kỳ mình rớt tổng cộng 5 môn. Mỗi môn học như vậy bị chi ra là gần 10 triệu. Đây chính là sự khủng hoảng đầu tiên mà mình có. Cơn khủng hoảng thứ hai của mình đó chính là nhầm lẫn giữa hiện thực và mạng ảo. Đây chính là sự khủng hoảng mà bản thân mình không phân định được hiện thực và mạng ảo. Bạn bè mình lúc đó thì đều đang rất là tập trung để hoàn thành việc học nhanh chóng và đúng tiến độ. Còn mình thì lại chìm đắm trong những ảo tưởng mà bản thân đã dựng lên về một thế giới mà ở nơi đó, mình chính là người làm chủ. Mình trở nên đanh đá hơn và trở nên ám ảnh với mọi bình luận, mọi sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Thời điểm đó, mình đã nghĩ rằng mình đã có được tất cả những gì mà mình mong muốn. Đôi mắt và đôi tai của mình thì đã gần như bị ánh hào quang mà mạng xã hội mang lại che lấp. Thậm chí, tâm hồn mình khi ấy đã biến dạng thành một nhân cách mà bản thân cũng đã từng thề thốt là sẽ không bao giờ trở thành, và mình đã dùng công lý để làm tổn thương người khác. Phải đến cái lúc mà bạn bè mình lên máy bay, có cả cuộc đời của chúng nó mở ra ở trước mắt và đã cách mình một quãng rất là xa thì mình mới nhận ra rằng là mình đã sai lầm đến thế nào. Khi không còn gì ở lại
khi con không còn một ai ở bên cạnh, không còn ai có một nhịp sống tương tự như mình nữa, thì mình mới nhận ra tất cả những gì mình đã làm cho đến thời điểm này đều là vô nghĩa. Mình đã cố gắng là một kẻ triết lý, thành công trên mạng xã hội, nhưng lại trở thành một kẻ thất bại ở cuộc sống hiện thực. Có những người đã chỉ trích mình ở trên mạng xã hội tại thời điểm mình có được danh tiếng của bản thân, và lời nói của họ lúc đó đã luôn trói buộc mình, và mình gần như bị ám ảnh với việc phải cố gắng không làm phật lòng một ai trên mạng xã hội cả, dù cho bản thân mình có thực sự vui vẻ với điều đó hay không. Và sự khủng hoảng này đã biến mình thành một kẻ giả tạo đúng nghĩa. Trong quá khứ thì đã từng có những cái mối quan hệ cảnh báo mình về sự giả tạo này, nhưng thật lòng thì mình đã phớt lờ chúng vì cho rằng những lời nói đó đang xúc phạm mình. Thực tế thì mình đã cố gắng đeo một cái mặt nạ, cố tỏ ra thật là thông thái, tỏ ra hiểu chuyện. Mình dùng lý trí để tự ám thị với bản thân rằng mình là người có những cách sống thanh cao, cố cho mọi người nhìn thấy sự thanh bạch của bản thân để đổi lấy lòng tin của mọi người một nhân cách rất là giả tạo. Về điều này thì cho phép mình được xin lỗi tất cả những ai đã cùng đồng hành với mình trong quá khứ. Suốt thời gian trước đây, mình chỉ đang cố gắng tỏ ra tốt đẹp mà thôi, chứ không phải là thành thật nhìn nhận mọi thứ và sống đúng với bản thân như bây giờ. Thật sự rất là xin lỗi mọi người. Đến với lần khủng hoảng thứ ba thì đó chính là sai lầm và những cái giá mà mình phải trả. Đây chính là sự khủng hoảng kéo dài lâu nhất, tàn phá tinh thần của mình nhiều nhất và để lại cho mình nhiều bài học thấm nhất. Để hoàn thành chương trình ở Việt Nam và đủ điều kiện để bay sang Úc học 2 năm tiếp theo thì mình phải hoàn thành tất cả các môn học trong thời gian mình theo học ở trường kiến. Điều kiện đó chính là phải có bằng IELTS đạt 6 chấm tất cả các kỹ năng. Từ đây thì mình bước tiếp vào con đường trượt dài với 5 lần rớt môn ở 2 năm đại học đầu tiên, 5 lần rớt ban điểm, nguyện vọng, IELTS, và từ sự tự tin vốn có ban đầu, lá gan cũng như tinh thần của mình từng chút một teo tóp lại và sa sút đi dần đều. Các bạn nghĩ rằng chuyện rớt môn, học trả nợ môn và thi lại là chuyện bình thường có đúng không? Không đâu, hãy để mình liệt kê ra cái giá mà mình phải trả cho những sai lầm cũng như sự tự phụ, hoang tưởng, mơ mộng đến mức không thể chịu nổi của mình cho các bạn hiểu. 5 lần rớt môn, mỗi môn vị chi là 10 triệu, 5 lần thi lại để trả nợ môn ở đại học của mình là 50 triệu. Tiếp đến là 6 lần thi IELTS để đạt được ban điểm mà mình mong muốn ở hiện tại. Mỗi lần thi là 4 triệu 8, mình sẽ làm tròn lên là 5 triệu vì mình cần phải chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Tổng cộng của mình là 30 triệu. Trước khi đi thi lại lần thứ 6 thì mình đã đăng ký một khóa học luyện thi IELTS thời gian là 3 tháng. Học một thầy một trò và luyện thi nhóm, mình mất thêm 22 triệu nữa. Những gì mà mình đã làm ở trên đây đã tiêu tốn hết của gia đình mình, tất cả là 102 triệu. Mọi sai lầm thì đều phải trả giá. Và để có những bài học nhớ đời, để có thể ngồi đây edit video này cho mọi người, thì cái giá mà mình phải trả là vô cùng lớn. 102 triệu này đè nặng lên tinh thần của mình và cả gia đình. Nên mỗi một lần thi rớt, mình rất là sợ phải đối mặt với gia đình, sợ phải nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của mẹ, sợ phải đối mặt với tiếng thở dài của ba. Mình kể lể về số tiền trên không phải là để khoe khoang điều kiện sống, mà là để mình minh họa cho mọi người thấy khi bản thân tự phụ và lười biếng thì sẽ có những hệ quả gì xảy ra. Người chịu ảnh hưởng là ai? Người thực sự gánh chịu hậu quả của các bạn là ai? Và sẽ có những biến động mang tính tâm lý nào xảy ra bên trong bạn và gia đình của các bạn? Thời gian đầu, mình cắm đầu vào học loạn xạ. Mình học như một con điên vậy. Cứ thi rồi lại trượt, rồi lại đóng tiền đi thi, rồi lại trượt. Đã có vô số đêm mình khóc không thành tiếng vì mặc cảm, vì mình sợ hãi sự thất bại. Có một thời gian, mình hay lang thang ngoài đường trong sự mơ hồ. Mình bối rối và cảm thấy không cam lòng với những gì đã xảy ra với bản thân. Thậm chí là mình mặc cảm về những lần thất bại trước đó. Và cái sự mặc cảm đó, nó đã gặm nhấm phần hồn bên trong mình, cắm rễ sâu vào tim, rồi biến thành một cái bóng ma đeo bám tâm trí mình trong nhiều tháng liền. Mình đã bị mất ngủ trầm trọng, nhiều đêm không dám ngủ vì sợ cái viễn cảnh thi rớt một lần nữa xảy đến, đến mức mà mình đã tự cô lập bản thân, tách biệt khỏi gia đình và bạn bè xung quanh.
Mình nghĩ rằng điều duy nhất đã cứu rỗi mình khi ấy chính là sự cố chấp của bản thân. Trực giác mình mách bảo rằng không được từ bỏ, không được quay đầu, mà nhất định phải bước tiếp. Rồi vũ trụ sẽ cho mình đáp án mà mình cần, vào đúng thời điểm mà nó cần phải diễn ra. Chỉ cần tiếp tục bước đi, không được phép quay đầu lại và từ bỏ. Trong 3 tháng sau đợt Tết Nguyên Đán 2020 vừa rồi, mình một lần nữa vùng vẫy, qua vào sự cứu giúp từ sách vở và trung tâm luyện thi. Cuối cùng, đến lần thi thứ 6 này, tức ngày 10 tháng 6 2020 vừa rồi, mọi nỗ lực và sự tranh đấu tinh thần, mọi sự trăn trở của mình đều đã được đền đáp. Mình đạt đến một bang score mà bản thân cũng không thể tưởng tượng được. Phải đến lúc này thì mình mới có cảm giác là mình còn đang thở. Mọi gánh nặng trên vai dường như nhẹ bẫng, tan biến đi. Dường như chẳng còn một chút mây mù nào che khuất tầm mắt mình nữa. Bầu trời lại một lần nữa trong xanh đến không thể tưởng tượng được. Sau tất cả những xô bồ trên, những lần lạc đường, những khổ sở mà mình đã phải trải qua và những bài học mà được dựng lên từ mồ hôi và nước mắt, thì mình đã có một sự thay đổi toàn diện đến từ bên trong. Thực tế thì mình nghĩ là mình đã trưởng thành hơn trước rất là nhiều và đã nhận ra những điều thực sự quan trọng mà bản thân mình cần phải nâng niu gìn giữ. Cũng không còn cảm thấy sáo rỗng hay là ngượng nghịu khi khẳng định rằng mình đã hoàn toàn thay đổi nữa. Một năm này thì mình đã lùi lại rất là nhiều bước. Mình không còn xuất hiện ở nơi thị phi nữa. Mình từ bỏ mọi hội nhóm đông đúc. Mình cài đặt lại tài khoản Facebook về chế độ riêng tư thay vì công khai như trước. Mình cũng từ bỏ việc tranh cãi và suy nghĩ rằng muốn chứng minh nhân cách của mình cho cộng đồng, cho xã hội. Học cách ngừng phán xét và hơn thua đúng sai. Cũng bình tĩnh và khôn ngoan hơn khi đứng trước mọi sự dao động, bốc đồng và cả sự nóng giận của mình khi đối mặt với mọi vấn đề. Bên cạnh đó, trong một năm này thì mình đã dành ra nhiều thời gian với gia đình hơn và nhận ra sau mỗi một lần mình vấp ngã, gia đình chính là nơi chỗ duy nhất thấu hiểu và không từ bỏ mình. Ngay khi đến cả bản thân mình cho rằng mình cũng không thể tiếp tục được nữa, thì chính gia đình đã đưa tay ra, vực mình dậy và ủng hộ mình tiếp tục nỗ lực cho đến khi đạt được điều mà mình mong muốn. Gia đình mình đã trở thành một tài sản tinh thần đáng trân trọng nhất và là gốc rễ của sự hạnh phúc bên trong mình. Mình đã có một mái nhà nơi chấp nhận mọi sai lầm và nhược điểm của bản thân, đã vui vẻ và hạnh phúc hơn thời điểm này một năm về trước. Cá nhân mình cho rằng mọi thứ xảy đến đều có lý do của nó. Mọi nhân vật và biến cố bước đến với cuộc đời các bạn đều là để các bạn nhìn nhận giá trị bên trong mình. Nhiều người bước đến trong cuộc sống, các bạn có thể để lại cho bạn sự tổn thương. Những thất bại và khủng hoảng trong cuộc sống sẽ khiến các bạn suy sụp. Nhưng tất cả đều là sự khảo nghiệm của vũ trụ, đều sẽ để lại cho bạn những bài học và thông điệp mà các bạn cần phải lắng nghe. Gấu sẽ không khẳng định các bạn cần phải thất bại hay là gặp khó khăn, khủng hoảng để nhận ra những giá trị cốt lõi mà bạn cần phải tập trung vào. Mà mình nghĩ rằng, người trẻ thì nên có những lần khủng hoảng như thế, nên té thật là đau, va đập thật là nhiều để thực sự trưởng thành. Không phải chỉ đến từ những phát ngôn của bản thân trên mạng xã hội cho thiên hạ nhìn thấy, mà là từ chính bên trong tâm hồn của mỗi người. Đích đến của sự thành công không hề xa, chỉ cần bạn dám nỗ lực và buông bỏ những gì không cần thiết trên đoạn hành trình hướng đến tương lai của chính mình mà thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả ở chương tiếp theo của đoạn hành trình chữa lành tâm linh này ở thời gian sắp tới.